Nào là lộ
hôm nay. Mưa có được lớn cuốn nay cửa cần quét sạch thấy má vừa dông có người buôn quán bán trong gặp bom tấn lột là sóng kiếm ma trần hoan hồn vốn khổ vô ngần này chỉ vì kiêng bạc mất thân ích gì lại hướng những cháu hài nhi thiếu ai hụt hạng bỏ đi là phần mồ chẳng có khói hương thấp bên thân là biệt tương lai nào có người chứng trọng quyền cao nhà hàng vẫn sàn đã vào ung dung xin không tự lại hoan phong xin không tự lại hoan phong giàu sáng đến mấy có lòng mát đi lại hướng những kẻ hai nhà cửa chẳng có lấy gì ấm thân xa xôi anh rất đỡ dân sống chúng mình tận nghĩa tâm tha hương có người mãi làm giữa trường ô tô xe máy ngồi phương quá nhiều bất ngờ tay lại bị siêu thế là chiều cạnh hôn phiếu thân mê tàn người thơi mắc phải ham hoa mê không lời chàng tỏ ta con hoài mình rời giấy điều thuốc nguyên sinh ra đi để lại sự tình khổ đau người thơi đánh lộn chửi nhau không tìm cơn nắng dập đâu người ta kéo kéo thì đục ra đất người gục từ thế là hoan kiếm nghe gái tay chân hãng tiền đem thân bán đồ bị nhấn khiến lỡ tại hàng thì sớm từ tỳ theo chủ trì cũng còn thể nắm nhờ vật từ khổ thì chúng sinh nhớ cô tiểu thịt nghe thật loài nghe kinh nghe đào mâu ăn rồi khuyến bảo cùng nhau tiền vang quần áo cửa sau chia đều khẽ bật biển ít hóa nhiều lòng thân thì đủ cầu phiếu đăng hồn muốn nhờ cướp tiền bạc môn khó dùng bạc mà cố hồn chiếu sinh phù hồ thì dùng hiền đến con nhà sang thái an đến thọ địa con sinh nguyên thiên âm già hồ tin nghĩa vẫn mãn công lỗi vì tâm thù cầu mang tin lai băng hải chỉ vẫn phán cầu
thực đặt văn nghĩ từ trùng văn kim sơ tại bám thân nhiều thịnh thịnh tạp quan âm lên cô lai đạo an tiền thịnh pháp văn kinh thiếu thịnh là công năng